棒。贝贝灯。Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau giúp cho những bệnh nhân khỏe mạnh lại nhé. Hả? Không biết hôm nay ai sẽ tới bệnh viện đây. Ôi! À, là những bạn thú ăn thịt. Sợ quá đi. Nhưng mà trong họ rất cần sự giúp đỡ đó. Các bạn cùng đi vào bệnh viện nào. Người đầu tiên mời sư tử vào trong. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đã đánh nhau với bạn hồ nè. Đầu bạn bị thương đau lắm đúng không? Nhức quá đi thôi, ôi đau quá đi. Mình sẽ giúp bạn ngay thôi. Các bạn cùng giúp mình và y tá chữa bệnh nữa nhé. Hả? Khuôn mặt và cái bờm của tôi trông tệ quá. Bạn sẽ sớm hồi phục sau khi được chữa trị thôi nè. Hãy lau mặt trước đã. Được rồi, mặt của bạn đã sạch sẽ rồi. Dốt, đúng là gương mặt đẹp trai. Để mình xem qua vết thương nhé. Hả? Kính lúp và thuốc ở đâu rồi ta? Phải đây không? Ngon quá đi. Ôi, đó không phải kính lúp mà là bánh kẹo. À, có nhiều vi khuẩn quá kìa. Âu. Bạn làm tốt lắm. Bạn sắp khỏe lại rồi đó. Giờ cần dán thêm băng cá nhân để ngăn vi khuẩn xâm nhập lại vào vết thương. Xong rồi. Giờ bạn sẽ không còn đau nữa. Bạn sư tử châu đâu đâu tu đâu giờ thì đã châu đâu đâu tu đâu chẳng còn đau châu đâu đâu tu đâu chữa xong rồi. Cảm ơn đã chữa cho tôi. Giờ tôi có thể đi chơi được rồi. Thật vui khi bạn đã khỏe trở lại. Từ giờ về sau đừng đánh nhau nữa nhé. Các bạn nên hòa thuận với nhau. Tôi đau ở đùi khi đi bắt cá nè. Au. Vậy là bạn đã bị cá cắn đuôi. Ôi, đau quá đi. Trông có vẻ đau lắm đây. Tụi mình sẽ giúp bạn đỡ đau. Trước tiên, ta cần gỡ những con cá ăn thịt đáng sợ này ra. Phải làm sao đây ta? Ôi, đau quá đi. Cố lên nào. Y tá đang giúp bạn gỡ cá ra nhanh thôi. 1 2 3. Xong rồi. Giỏi lắm các bạn, đã gỡ được hết cá ăn thịt ra rồi. Cùng thoa thuốc lên chỗ vết thương để sát khuẩn cho nó nhé. Hả? Có hai loại thuốc để chúng ta sử dụng, ta nên chọn cái nào đây? Được rồi, hãy chọn tiếp thứ hai nào. Cái gì vậy? Chữa cho mình nhanh đi.
ơi không, đó không phải là thuốc, đó là sơn. Mình xin lỗi, mình sẽ thoa thuốc lên ngay thôi. Ow, 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 ow. Đau lắm phải không? Sẽ mau hết thôi. Ta cần dùng băng vải để băng vết thương lại, để nó không bị nặng thêm. Bạn thích băng vải màu gì nè? Được rồi, hãy chọn màu tím nhé. Wow, các bạn, nhờ các bạn mà báo đốm khỏe lại rồi. Bạn bao đốm, chu đu đu tu đu, giờ thì đã chu đu đu tu đu, chẳng còn đau, chu đu đu tu đu, chữa xong rồi. Cái đu tuyệt vời của mình đã trở lại. Bác sĩ, y tá, các bạn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Vết thương dưới chân tôi đau rất nhiều. Bạn bị đạp gai ở dưới chân kia. Ôi ôi đau quá. Chắc là đau lắm nhỉ? Bọn mình sẽ giúp bạn ngay. Chúng ta phải lấy gai nhọn ra trước đã. Các bạn cùng lấy gai ra từ từ và cẩn thận nào. Cái gai này đâm sâu quá. Ồ, còn một tí nữa thôi các bạn ơi. Được rồi, thật tuyệt vời. Ôi, đau quá. Đã lấy gai ra hết rồi. Chắc là đau lắm đây. Nhưng bạn làm tốt lắm. Nào, cùng thoa thuốc lên nhé. Đã loại bỏ hết vi khuẩn rồi. Y tá, bạn thật tuyệt vời. Với thuốc này thì vết thương của bạn sẽ mau lành thôi. Gần xong rồi, ta cần lấy băng vải để băng lại nữa. Vậy là đã chữa xong rồi, bạn sẽ hồi phục nhanh thôi. Mừng quá đi, bạn gấu cười lại rồi kìa. Là bạn gấu, giờ thì đã chẳng còn đau, chữa xong rồi. Bạn nhớ đi đường cẩn thận nhé, đừng quên nhìn trước nhìn sau đó. Các bạn hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn bác sĩ và y tá. Nhờ các bạn, chúng ta đã chữa trị cho họ khỏe lại rồi. Lần sau, cùng giúp bọn mình chữa bệnh nữa nhé. Tạm biệt. Cá mập ba, cá mập ba, cá mập ba, du
Là khi con banana na na, là khi con banana na na, là khi con banana na na chui to đây. Là mẹ khi banana na na, là mẹ khi banana na na, là mẹ khi banana na na chui to đây. Là khi ba banana na na, là khi ba banana na na, là khi ba banana na na chui to đây. Ba khi đây banana na na, ba khi đây banana na na, ba khi đây banana na na chui to đây. Là khi ông banana na na, là khi ông banana na na, là khi ông banana na na chui to đây. Thật nhiều chui banana na na, thật nhiều chui banana na na, thật nhiều chui banana na na, banana. Cùng ăn chui banana na na, cùng ăn chui banana na na, cùng ăn chui banana na na, ăn chui nào. Thật là vui banana na na, thật là vui banana na na, thật là vui banana na na, ăn chui nào. Con đang bơi dạo vòng quanh biển. Hôm nay bạn ấy sẽ làm gì đây? Hả? Cái gì kia? Ố, nó đi đâu mất rồi? Cá mập con, bạn ổn chứ? Các bạn, cùng nhau đi theo nó nào. Wow, thật là thú vị. Mình chưa thấy cái này bao giờ. Đây là cái gì? Wow, cá mập con có những đốm đen giống như báo đốm vậy. Trông bạn tuyệt lắm. Là bao đốm, tru 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 tru. Là bao đốm, tru 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 tru. Là bao đốm, tru 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 tru. Bao đốm nè. Báo đốm nhanh hơn cả hổ và sư tử nữa đó. Wow, nhanh chưa kìa. Mình không kịp nhìn luôn. Báo đốm thật ngầu, phải không nào? Tiếp theo, chúng ta nên biến thành loài vật nào đây? Wow, lần này cá mập con có sọc đen và trắng, trông giống như ngựa vằn vậy. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Bạn ngựa vằn. Chào ngựa vằn, rất vui được gặp bạn. Bạn từng nhìn thấy cá mập ngựa vằn chưa nào? Oh, ngựa vằn sợ chạy mất rồi. Xin lỗi nè. Hả? Hoa văn này là của ai? Wow, cá mập con có những mảng nâu giống như hươu cao cổ vậy. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ có cái cổ rất dài nên chúng có thể tiếp cận thức ăn ở trên cao. Đúng vậy, cá mập con. Bạn không có cổ dài, nhưng bạn là một thợ săn cừ khôi vì bạn bơi rất giỏi. Trong hộp cuối cùng sẽ là gì đây? Wow! Cá mập con có một bộ lông cong thật lộng lẫy.
Là chim công, chu tu ru tu ru. Là chim công, chu tu ru tu ru. Là chim công, chu tu ru tu ru. Chim công nè. Wow, trông như có một chiếc quạt đầy màu sắc ở đuôi của cá mập con vậy. Thật đẹp. Là bao đom, chu tu ru tu ru. Ngựa vành đai, chu tu ru tu ru. Hươu cao cổ, chu tu ru tu ru. Chim công nè. Hóa thân thành các loài vật đúng là vui quá đi. Lần sau ta sẽ hóa thân thành gì đây? Mình háo hức quá. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. À, đuôi của mình đâu mất rồi? Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Ở đâu rồi? Đâu mất rồi? Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Bạn ơi giúp mình tìm đi. Đuôi ngựa vàng dùng để phủ ruồi. Dùng đuôi để ngồi chuột tôi nè. Ồ không, nó không phải đuôi mình. Làm sao bây giờ đây? Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Ở đâu rồi? Đâu mất rồi? Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Bạn ơi giúp mình tìm đi. Đuôi công thì đẹp quá chừng. Đôi con thầy đè vái chào. Ồ không, nó không phải đuôi mình. Làm sao bây giờ đây? Thôi được rồi, để mình đi tìm đuôi của mình một lần nữa. Hả? À ha! Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Ở đâu rồi? Đâu mất rồi? Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Bạn ơi giúp mình tìm đi. Hò má thì dùng phổi mông. Đôi cá thì dùng để bơi nè. Ồ không, nó không phải đuôi mình. Làm sao bây giờ đây? Hả? Hãy nhìn hàm răng của ta, răng nhọn của ta. Và sau khi muông thu thấy khuôn mặt ta, chúng sẽ chạy đi chôn ta liền. Người người xem ta như chúa tể của rừng xanh. Hãy xem bơm vào đuôi của ta, bơm vào đuôi của ta. Nhìn xem ta đây vơi bước đi thật oai. Sư tử là chúa muôn loài. Bước thật y ạch y ạch, bước thay ngang theo vôi vàng. Chim cánh cụt, chim cánh cụt, chim cánh cụt, chim cánh cụt. Bước thật y ạch y ạch, bước thay ngang theo vôi vàng. Chim cánh cụt, chim cánh cụt, chim cánh cụt, chim cánh cụt. Mời bạn cùng xem quốc vương chim cánh cụt. Ta đang ngập trứng các con của ta. Mời bạn cùng xem quốc vương chim cánh cụt. Nào cùng chào đón bé con cánh cụt. Ôi to cao nhất quốc vương chim cánh cụt. Nhìn xem này, áo vest ta có đẹp không? Tinh phải. Ôi to cao nhất quốc vương chim cánh cụt. To cao những cánh bé tẹo tí tẹo. Không ai được. Đây là hoang mạc của châu Phi. Wow, nhìn kìa, mái nhà chung của động vật hoang dã. Đây là hoang mạc diệu kỳ. Nào cùng về miền hoang vu. Hươu cao cổ, ngựa vằn. Nào cùng về miền hoang vu. Voi, sư tử. Nào cùng về miền hoang vu. Hà mã kìa. Savanna, thiên nhiên tươi đẹp. Báo
săn, lên dương. Nào cùng về miền hoang vu, trâu rừng, đại bàng. Nào cùng về miền hoang vu, tê giác kia. Savanna, thiên nhiên tươi đẹp. Gần mình đằng xa đang giặt quần áo với cách gật gật bên đây rồi xong gật bên kia, đó chính cách chú ấy luôn giặt đồ. Kết hôn với anh không, một chàng công vì phải chính anh. Nào nhìn mà xem, anh có chiếc đuôi rất đẹp, ta sẽ hạnh phúc biết bao. La 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 la. Nàn nai kết hôn với anh không, một chàng nai bánh trai. Nhìn sừng của anh to nhất luôn nè, mang cho em những nụ cười. La 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 la. Đàn sư tử hơi kết hôn với anh không,
mạnh khỏe nhất chính anh. Nhìn vào mình đi không có ai bằng, bên anh em chưa lo. La 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 la. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Chúc mừng các bạn trăm năm hạnh phúc. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.